Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Đề xuất 8 điểm trong xe phục vụ tuyến metro Nhổn ga Hà Nội. Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đề xuất 8 điểm trong xe nằm trong cung đường metro Nhổn ga Hà Nội chạy qua, bán kính 500m từ các nhà ga. Trong văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ngày 28 tháng 3, công ty khai thác điểm đỗ xe đề xuất 4 điểm đã được cấp phép và đang trong giữ xe gồm Cầu Giấy, tại lòng đường cục, nút giao thông ngã ba Vôi Phục, đường Ngọc Khánh, La Thành, đối diện tòa nhà V Tower, phường Ngọc Khánh, gầm cầu Mai Dịch, phường Mai Dịch, đảo phân cách giao thông, cạnh gầm cầu Mai Dịch, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đi Phạm Hùng. 4 điểm mới được đề xuất là phố Khúc Thừa Dụ, đoạn từ cầu Giấy đến ngõ 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, đường Nguyễn Phong Sắc, đoạn từ Trần Đăng Ninh đến cầu Giấy, phường Dịch Vọng, phố Trần Quý Kiên, đoạn từ cầu Giấy đến khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, hè đường cầu Giấy, dưới gầm cầu Đại học Giao thông Vận tải, phường Ngọc Khánh. Theo công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, các điểm đỗ này phù hợp đối với hành khách có lộ trình từ Nhổn về khu vực cầu Giấy. Dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội là đoạn đầu của tuyến Nhổn Hoàng Mai, tuyến đường sắt số 3 với tổng chiều dài 21 km, đoạn Nhổn ga Hà Nội dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn cầu Giấy dài 8,5 km và đoạn đi ngầm cầu Giấy ga Hà Nội dài 4 km. Depot đặt tại Nhổn với diện tích 15 ha. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn hỗn hợp khác được phát lệnh khởi công vào ngày 25 tháng 9 năm 2010. Hồi tháng 2 năm 2022, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh xác định việc vận hành đoạn trên cao của tuyến này vào cuối năm 2022 là một mục tiêu phải đạt được. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ghi nhận tình trạng thiếu bãi đỗ xe tại tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Sở đã đề nghị 4 quận Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hà Đông phối hợp với công ty đường sắt Hà Nội rà soát vị trí có thể lập bãi trong giữ xe cho khách đi tàu. Địa điểm dự kiến là một số mặt bằng còn trống tại các nhà ga, vỉa hè, lòng đường, đoạn qua ga, gầm cầu thang lên xuống các ga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.